Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Vẽ Tranh của mình. Và hãy cùng mình tô màu cho một bức tranh về người lính hải quân này nhá. Mình đã chuẩn bị sẵn bức tranh đây rồi. Và phần hãy cũng ở người lính này thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây, à xanh dương để tô màu nhé. Đang vẽ mà mình dám lấy mình vẽ. Em muốn mọi người chị Hà mà đóng cái thùng rồi đấy. Đây cái đóng thùng rồi đây. Anh đóng nó đi cho em đóng bớt. Thì em hỏi mọi người mà bảo thế em phải lấy. Không phải không hỏi anh. Anh hỏi đấy cái chỗ của anh thì mình đang đi hỏi anh mà đi hỏi mọi người. Phan. Mi hay thật. Đang ở trên kệ anh. Cái đóng này với cái đóng thùng rồi này mình không cắt cái đóng anh cắt rồi mình lấy ra. Lính này đang đi thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây nhá. Thank you.
Và sau một khoảng thời gian thì bức tranh về người lính hải quân này đã được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video, tò mò cho bức tranh này của mình. Hãy ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình.